Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình mình. Hôm nay mình sẽ chơi My Talking Tom A Fan. Ok, ôi sao nó có bị cái này nhỉ? Ok, chơi bóng. À. À, chân là phải đi làm mất xếp hết. Cho con này đi vệ sinh. À, mình lại mời được thêm một con nhân vật khác rồi. Đây luôn. Con này đi. Ông tiêm. Đổi màu xe nữa này. Ui, nhiều xe đẹp ấy. Không mở khóa được à? Cho hai con đi ăn lận. Hmm.
Mấy cái này không mất tiền này. À, cái thùng Oh.
Xin chào các bạn.